Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái phần mềm mà nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là tuyệt vời trong cái công việc kinh doanh. Trước đây thì có lần mình cũng đã đề cập đến, đó chính là cái phần mềm đăng bài trên hàng nghìn trang fanpage. Và các bạn hình dung rằng là nếu như chúng ta có 1.000 trang fanpage thì mỗi một trang fanpage nó sẽ tỏa đi một cái ngõ ngách của Facebook. Vậy cứ một trang fanpage chúng ta có một khách hàng, hai trang fanpage chúng ta có hai trang khách hàng và 20 trang fanpage thì chúng ta sẽ có 20 khách hàng. Đó chính vì vậy nên là bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn và cái cách sử dụng cái công cụ tuyệt vời này các bạn nhé. Mời các bạn cùng xem trên màn hình. Đây. Mình trước hết là mình sẽ giới thiệu với các bạn cái công cụ đó chính là dofalo.com các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ vào Google và các bạn sẽ đánh cái dòng chữ dofalo.com này. Đó, sau đó các bạn sẽ vào đây dofalo.com này. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động lên đúng không ạ? Đây, lấy token an toàn. Đây chúng ta sẽ bấm vào loát mã. Đây chúng ta bấm vào loát mã. Như vậy là cả một dòng mã hiện lên đây, chúng ta sẽ Ctrl A. Chúng ta copy nguyên cái dòng mã này vào. Đây, các bạn Ctrl A này. Sau đó các bạn chọn copy nhá. Rồi xong chúng ta sang login, chúng ta paste vào đây. Rồi xong chúng ta vào phần mềm. Đấy, các bạn chờ một chút nó chạy vào phần mềm đúng không ạ? Rồi, bây giờ trên màn hình của các bạn là đang nhìn thấy những cái trang page của mình. Mình là người cũng khá là lười, mình chưa chưa lập nhiều page. Vậy bây giờ mình sẽ đăng lên lịch đăng, ví dụ như khoảng mấy trang page của mình nhé. Đây, các bạn sẽ chọn này, đăng bài nhiều hình. Đó, đây các bạn sẽ, nó sẽ thông báo này. Và đây các bạn nhìn thấy mình này, mình có đặc sản Tây Bắc này, trà hoa vàng này, đó rất là nhiều cái trang. Vậy bây giờ mình sẽ lên cái bài để mình check. Đây mình sẽ lên này. Ví dụ như mình muốn đăng cái bài về về mắt, chăm sóc mắt chẳng hạn nhá. Mắt này. Mình sẽ đánh cái từ khóa mắt lên và hiện nay là mình đang có 1 page, 2 page, 3 page, 4 page đúng không ạ? Đó, 4 page này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bài page của mình ra, cái bài mà mình đã chuẩn bị đúng không ạ? Đây mình sẽ mở cái bài mình đã chuẩn bị ra. Để mình lấy cái bài đó mình đăng sang đây Mắt Khỏe Bảo An. Đây các bạn xem nhá. Đây ví dụ như mình sẽ lấy cái bài Nhược thị nguyên nhân và cách điều trị chẳng hạn. Bài này mình đăng khá lâu rồi đúng không? Bây giờ mình copy nó lại. Đây mình copy nó và sau đó mình sang đây mình dán vào đây. Mình sang dofalo mình dán vào. Đấy, như vậy là cái bài của chúng ta đã được rồi đấy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm chọn hình ảnh. Chọn hình ảnh này. Đây, mình sẽ chọn cái hình ảnh này mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Ở trên này có số điện thoại này, rồi có nói về phần mềm tập mắt, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ lên lịch đăng này. Hôm nay là ngày 14 tháng 5, đúng không ạ? 10, à 14 tháng 6. Thế thì bây giờ tôi sẽ đăng, và bây giờ đang là 10 giờ 14 phút. Thì tôi sẽ chọn và đăng vào là 10 giờ. 10 giờ 30. Đó. Tốc độ đăng sẽ là 1 giây. Rồi. Bây giờ ngày 14 tháng 6 năm 2021 đây rồi. Đó, thế bây giờ các bạn thấy rằng là mình có thể đăng bài ngay lập tức, nhưng mà cái chế độ này nó sẽ cho mình giúp, cái công cụ này nó sẽ giúp cho mình là đăng bài theo lịch trình. Các bạn có thể lên lịch buổi sáng đăng một bài, buổi chiều đăng một bài và buổi tối đăng một bài trên hàng trăm cái page hoặc hàng nghìn cái page của các bạn đã có sẵn. Đó, đây là cái chiến lược là fanpage phủ Facebook và nó gọi là chiến lược quăng chài không đồng.
Đó, thế thì cái việc của các bạn là gì? Việc của các bạn là hãy tạo thật nhiều page về cái chủ đề, về cái nội dung, về cái gian hàng của mình hay về cái sản phẩm của mình, thì nó sẽ giúp cho các bạn quản lý được cái bài đăng. Không thì các bạn lại thắc mắc là ví dụ như có hàng nghìn page như thế thì không biết các bạn đăng bài như thế nào, và cái công cụ này nó có thể giúp chúng ta đăng bài trước hàng mấy tháng liền các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ lên lịch này, mình sẽ lên lịch là đăng bài ngay này đây nha. Ví dụ như là mình sẽ cho cái lịch này là bây giờ là 10 giờ 16 phút, 10 giờ 16 phút thì mình phải chọn là 9 giờ bao nhiêu nhỉ, 9 giờ cái chỗ số phút này nó lại không cho, thôi được rồi mình sẽ để 10 giờ 10 giờ 30 thôi. Đó, sau đó là mình sẽ ấn chọn đăng bài ngay. Các bạn sẽ nhìn thấy nó loát 1 giây một bài nhé. Đây, các bạn nhìn này, đang đăng bài vui lòng chờ. Và ở phần này nó sẽ loát này, các bạn sẽ nhìn thấy nó loát lên. Đó, rất là nhanh. Anh ở trên tầng. Đây nha. Các bạn sẽ nhìn này. Trà hoa vàng Lai Châu, trà hoa vàng Hòa Bình, trà hoa vàng Sơn La, kim hoa trà Quảng Ninh, trà hoa vàng Ba Chẽ, trà hoa vàng Điện Biên, nữ hoàng trà đây chẳng hạn này. Đây mình đã lên lịch đây nha, nó sẽ đăng vào lúc 10 giờ 30 phút đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ vào thẳng cái bài đăng đấy và nhìn thấy bài nhá. Đây, các bạn nhìn thấy nó đã đăng này, cách đây 22 phút này. Bây giờ là 14:43, 10 giờ 43. Đây bài nó đã đăng lên đây các bạn nhé. Đó. Đây mình thoát cái bài này ra nhá. Và mình vào bài thứ hai này, bài đăng trà hoa vàng Hòa Bình này các bạn nhìn này. Đó, cũng đăng vào cách đây 24 phút này. Đấy, có ảnh ở đây các bạn nhé. Đó, thế cái việc của chúng ta là làm gì? Đó chính là chúng ta hãy chuẩn bị những cái bài viết và những cái hình ảnh của mình chuẩn chỉ để chúng ta đăng cùng một lúc lên cái tra công cụ Dofalo này. Công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta sẽ đăng rất nhiều bài viết trước đó rất nhiều thời gian, và nó sẽ giúp ích cho cái thời gian quản lý của chúng ta, hiệu suất quản lý của chúng ta nó tăng lên rất nhiều lần. Và không để các bạn chờ lâu, các bạn hãy comment và hãy inbox cho mình để sở hữu cái phần mềm Dofalo này các bạn nhé. Đây là một giải pháp tuyệt vời để cho các bạn tăng đơn hàng mà với một cái gọi là một cái chi phí không đồng đấy các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.